Cách bảo quản cà phê trước và sau khi pha. Cà phê thì sẽ có 3 dạng: hạt, bột và nước cốt. Thì cách bảo quản như thế nào để cà phê vẫn thơm ngon và đạt chất lượng? Thì đầu tiên sẽ là hạt và bột. Thì cách bảo quản của hai loại này gần như sẽ tương đồng giống như nhau. Tốt nhất là anh chị khi mua về thì bỏ luôn ở trong bao bì. Còn khi anh chị đã khui ra để sử dụng rồi thì chúng ta nên cho vào những hũ thủy tinh kín và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và không khí ở bên ngoài. Với nước cốt cà phê thì anh chị nhớ lưu ý là để cà phê nguội hoàn toàn thì mới bỏ vào tủ lạnh. Nếu cà phê còn nóng mà chúng ta cho vào thì cà phê sẽ nhanh hư hơn, và anh chị nên cho vào những chai thủy tinh không có mùi để không ảnh hưởng tới chất lượng của cà phê. Nước cốt cà phê thì có thể bảo quản trong vòng 2-3 ngày tính từ lúc chúng ta pha ra nha các anh chị. Đó là cách bảo quản cà phê trước và sau khi pha. Anh chị hãy liên hệ đến hotline 0944334343 hoặc website www.cafenguyenchat.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ.